mùa xuân đã đến. Tết đang về, hoạt động sản xuất, mua bán phục vụ Tết rộn ràng trên mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn. Hơn một tuần nay, những đẩy hoa màu đón Tết vào đợt thu hoạch rộ để kịp chuyển ra chợ Tết cuối năm. Và những trà lúa đông xuân thu hoạch sớm cũng đang góp phần tô điểm cho bức tranh cuộc sống cư dân đồng bằng vào những ngày cận Tết. Trong tỉnh Vĩnh Long, một số vùng sản xuất lúa đông xuân đã bắt đầu thu hoạch, trong đó có những cánh đồng lúa thuộc huyện Trà Ôn. Trên trà lúa Tết, cùng với niềm vui được mùa, còn có những thông tin thị trường đang có nhiều tín hiệu khả quan. Vụ lúa đông xuân năm 2015-2016, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có hơn 5.585 hectare lúa chín sớm, thu hoạch trước Tết Nguyên Đán, chủ yếu tập trung ở các xã Thiện Mỹ, Tân Mỹ và Trà Côn thuộc huyện Trà Ôn. Đây là những nơi có truyền thống làm lúa sớm so với các địa phương khác trong tỉnh. Theo nhiều bà con, làm đông xuân sớm là tập quán canh tác của vùng, do điều kiện thổ nhưỡng phù hợp và để đáp ứng nhu cầu lúa gạo tăng cao vào dịp Tết. Giá lúa ở đầu vụ cũng thường cao hơn lúc thu hoạch rộ sau Tết. Hơn nữa, nhà nông làm lúa sớm để gia đình có điều kiện sắm sửa chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền đầy đủ, vui tươi hơn. Ở đây đó là nông dân ta làm sớm để mà bán cho nó có giá. Với hai cái nữa là nước ở đây nó mà dễ làm. Nước nó lên nếu có từ cái cống bây giờ là cứ khai lên không à, chứ không có bơm. Hai nữa là cái thuận tiện cái mà thời tiết á. Mần để mà cái vụ tới này là bà con mần để cho nó cái hè thu tới nó trúng nữa lần nữa. Bởi vì ở đây là mần nó cái còn cái gió chướng. Nó với mà máy móc này kia đó, nó về nó dễ làm. Ở đây là mần về là máy coi như là vô toàn bộ là máy vô sớm được hết trơn luôn. Với giá cả nó thì cái máy nó ăn cũng nói người ta bị gì nó có sớm đó, còn chỗ khác người ta không có. Tuy làm lúa sớm có hiệu quả cao hơn, nhưng không phải nơi nào cũng có thể chủ động xuống giống sớm do còn phụ thuộc vào nguồn nước, khí hậu và cả kỹ thuật canh tác. Thông thường dùng có nước ngọt quanh năm, hệ thống thủy lợi nội đồng khép kín, chủ động nước tưới là điều kiện tiên quyết để bà con sạ sớm. Trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống kênh rạch thông thoáng còn giúp cho ghe tàu, máy móc ra vào thu hoạch vận chuyển lúa dễ dàng hơn. Đây cũng là một yếu tố giúp cho bà con chủ động thời vụ sản xuất, cũng như thuận lợi cho việc mua bán lúa hay rơm rạ, tăng thêm thu nhập từ cây lúa. Ngoài điều kiện thủy lợi, những trà lúa sớm thường gặp trở ngại là sâu bệnh nhiều, dễ bộc phát dịch hại, đòi hỏi nhà nông phải có kinh nghiệm, am hiểu tập tính từng giống lúa, cũng như tác động của thời tiết sâu bệnh ở từng thời điểm. Thời gian gần đây thì ngành nông nghiệp xây dựng theo cái hướng là dịch chuyển cái lịch thời vụ lên sớm hơn so với lịch chung, khoảng chừng 3 đến 4 tuần lễ, có nghĩa là nếu mà so với cái lịch chung của đồng bằng sông Cửu Long hoặc là cái lịch khuyến cáo chung của Bộ Nông nghiệp đó, thì hiện nay tỉnh Vĩnh Long chúng ta nhờ cái địa thế là đồng ruộng bằng phẳng, chủ động nước, cơ bản là chúng ta khép kín được cái đê bao, cho nên là bà con nông dân có thể chủ động sản xuất sớm hơn so với lịch chung. Thành ra là chúng ta có một số vùng, đặc biệt là những cái vùng gò như của Trà Ôn, của Tam Bình, Mang Thít hay là Vũng Liêm đó, thì chúng ta sẽ khuyến cáo cho bà con nông dân chuyển dịch một phần diện tích, nghĩa là khoảng 1/3 cái diện tích xuống giống sớm hơn. Và đây cũng là một cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ là trong thực hiện trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mà đây cũng là một cái lợi thế riêng của tỉnh Vĩnh Long. Thì chúng ta sẽ phát huy cái này và chúng ta sẽ giao cho những địa phương xây dựng cái lịch thời vụ cụ thể trên cái nguyên tắc là làm đồng loạt tập trung, tránh tình trạng là làm lẻ tẻ, manh múng, có thể là ảnh hưởng đến dịch bệnh và gây thất thu cho bà con nông dân. Thực tế cho thấy, bà con nông dân tại những địa phương canh tác lúa đông xuân sớm thường rất năng động, nhạy bén. Năng suất vụ đông xuân sớm 2015-2016 bình quân từ 7 đến 7,5 tấn trên 1 hectare. Tuy chưa phải là năng suất cao nhất so với những năm trước, nhưng trong một vụ mùa có diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài, thì đây là nỗ lực rất lớn của bà con. Với giá bán các giống lúa cao sản ngắn ngày, trung bình từ 4.800 đồng đến 5.100 đồng một ký lúa tươi, là mức giá khá cao so với mọi năm, bà con rất phấn khởi.
Hôm nay thì mần ra coi như là khoảng 7 tấn rưỡi đó thì coi như là bà con cũng chấp nhận được. Còn cái chi phí á, thì một công khoảng cỡ 1 triệu 2, 1 triệu 3. Nếu mà 1 ngàn mét vuông là khoảng 1 triệu. Giá bán được 5.000 một ký là coi như năm nay đó, cái năm 4.1 này là nó cái giá nó nằm nó chững luôn. Nó khoảng cỡ 5.000, 5.1 chứ nó không có xuống nữa. Lúa bán được cái giá 5.000 một này thì năm nay nói chung là cũng gia đình cũng phấn khởi để mua sắm để ăn Tết, nói chung cũng vui vẻ. Năm nay, cùng với những giống lúa cao sản như OM5451 thì tại vùng trọng điểm lúa đông xuân sớm trong tỉnh, nhiều bà con tiếp tục gieo cấy giống lúa truyền thống Jasmine 85 với diện tích 480 hectare, tập trung tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn. Giống lúa dài ngày, chất lượng thơm ngon này luôn được kỳ vọng sẽ có năng suất và giá bán cao, mang lại lợi nhuận tốt cho bà con. Niềm tin được nhân đôi khi mùa lúa Tết 2016, toàn bộ diện tích lúa Jasmine được công ty lương thực Vĩnh Long và công ty lương thực Sông Hậu ký hợp đồng thu mua theo giá thị trường vào thời điểm thu hoạch. Không những được ký hợp đồng bán trực tiếp cho công ty, ổn định đầu ra, không qua trung gian cò lái, mà bà con canh tác lúa tại xã Thiện Mỹ còn được tập đoàn Lộc Trời cung ứng vật tư đầu vào như giống, thuốc bảo vệ thực vật và tư vấn kỹ thuật canh tác, với mục tiêu hạ giá thành, đảm bảo chất lượng. Đến cuối vụ, sau khi bán lúa, bà con mới phải thanh toán khấu trừ tiền giống và thuốc bảo vệ thực vật cho tập đoàn. Dù lúa năm nay, do điều kiện thị trường, giá lúa Jasmine có phần thấp hơn năm trước, không như kỳ vọng của hơn 500 hộ dân canh tác giống lúa này. Tuy nhiên, nhìn chung với giá từ 5.000 đến 5.100 đồng một ký lúa tươi quy đổi, khi đo ẩm độ, bà con vẫn có lời. Kỹ thuật thì có hướng dẫn kỹ thuật và mà mần năng suất cũng đạt. Thì bây giờ tôi yêu cầu là sao mà cho có cái giá cả nó nhích lên chút xíu cho bà con nông dân nó có lời. Nói chung là giá Jasmine vậy thì đo so về mình làm lúa chất lượng cao. Mà cái so về cái lúa chất lượng cao mà năm nay nó trở lại, nó trái lại là nó bằng giá 504. Thì cũng như bà con cũng chưa có hài lòng lắm về cái phần giá lúa đó. Nhận năm nay thì cũng được, nhưng mà so với mấy vụ trước thì nó tệ. Mình cái giống này giống lúa thơm, nhưng mà mình thua mấy cái giống lúa ngang. Cái giống Jasmine này thì nó rất là khó làm, nó nhạy bị mấy vụ bệnh cháy bìa lá rồi vi khuẩn, nó chi phí mấy vụ này nó cao hơn mấy giống kia. Cứ vào mùa thu hoạch, chuyện giá cả và lợi nhuận luôn nhạy cảm, giá trị hạt gạo được nâng cao và ổn định hơn. Đây là mong muốn không chỉ của riêng bà con nông dân, mà còn là mong muốn của nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học đang đồng lòng chung sức tái cơ cấu ngành sản xuất lúa gạo nước nhà, cải thiện thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống nhà nông. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất lúa đồng loạt, tập trung và áp dụng các biện pháp tổng hợp trong canh tác lúa. Đến nay, cánh đồng lớn được xem là xu thế phát triển tất yếu trong sản xuất lúa, giúp khắc phục những hạn chế do sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết, nhằm nâng cao năng suất, tạo sản lượng lớn, đồng đều, hạ giá thành sản phẩm, bán được giá. Xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình là một trong những địa phương tổ chức xây dựng cánh đồng lớn và thực hiện liên kết 4 nhà mang lại hiệu quả thiết thực. Vừa qua, được sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long, Mỹ Lộc đã thành lập Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Nông nghiệp Tính Thành, có 12 thành viên tham gia với diện tích gần 40 hectare, tập trung tại địa bàn ấp chính. Vật tư đầu vào được mua với số lượng lớn nên giá cả ổn định. Hợp tác xã ký kết cung ứng lúa cho công ty lương thực với giá thỏa thuận. Trên địa bàn xã Mỹ Lộc còn có nhiều mô hình hợp tác giữa 4 nhà. Bà con được cung ứng giống đạt chất lượng, học hỏi kỹ thuật canh tác từ các cán bộ kỹ thuật, giúp chăm sóc lúa năng suất cao, tiết kiệm chi phí đầu tư. Thời điểm trước thì nói chung bà con thì làm thì nói chung là về cái gùa, năng suất thì cũng đảm bảo, nhưng mà do cái đầu ra thì nói chung thì nó chưa có. Nhưng mà hiện nay thì được cái chỗ công ty Tân Thành xuống đây có bao tiêu cái sản phẩm. Về cái công ty Tân Thành thì nói chung thì xuống đây thì hợp đồng với bà con. Thứ nhất thì về cái giống thì là đưa cái giống cho bà con mình xuống đây làm. Rồi là tới bán cho bà con mình, tới cuối vụ mới thu tiền. Rồi chỗ công ty Tân Thành thì là về cái kỹ thuật thì chuyển giao phao kỹ thuật cho bà con mình, rồi bà con mình dựa theo đó mà làm. Cái niềm vui của tôi và cùng bà con nông dân ở địa bàn 6A và Cải Sơn là được cái nhà nước ưu ái đầu tư về đây mở rộng cánh đồng mẫu lớn. Thứ hai nữa là công ty đưa những cái công ty về đây
thu mua lúa trực tiếp nông dân, không qua những cái thương lái bên ngoài và những cái cò bọng nó đi về đây nó ép giá bà con nông dân. Do đó là cái bà con nông dân mình nó được cái sản phẩm mình làm ra đó bán trực tiếp cho công ty để mà nâng cái giá thành trong cái sản phẩm mình lên và mang cái lợi nhuận cao cho nông dân. Thì ở đây thì bà con nông dân cũng rất là mừng để mà kết hợp chung với giữa nhà nước và công ty và nông dân này cái đồ đó là chung tay để mà cùng làm ra những cái sản phẩm mà đạt hiệu quả chất lượng. Trong không khí đón năm mới cùng với niềm vui được mùa của nông dân Mỹ Lộc, nhiều bà con tại cánh đồng sinh thái ở xã Hiếu Nhân, huyện Vũng Liêm cũng hân hoan không kém vì tìm được giải pháp hay trong canh tác lúa. Mặc dù cá dùng đang đối mặt với rầy nâu bùng phát trong vụ đông xuân này, nhưng trên cánh đồng 50 hectare lúa tại ấp Hiếu Minh A, xã Hiếu Nhân, mật số sâu rầy rất thấp, lúa sinh trưởng khỏe, ít bệnh hại. Đó là nhờ nhà nông Hiếu Nhân đồng lòng thực hiện các biện pháp canh tác tổng hợp trên diện rộng. Trong đó nổi bật nhất là xây dựng cánh đồng sinh thái, áp dụng nguyên tắc APM để quản lý sâu rầy. Được triển khai đầu tiên vào năm 2011, mô hình trồng lúa sinh thái được thực hiện với diện tích ban đầu chỉ 10 hectare. Nhận hướng dẫn kỹ thuật, bà con áp dụng chương trình 1-5 giảm, xạ hàng giống nguyên chủng hoặc giống xác nhận, cân đối phân bón và đặc biệt là trồng qua trên bờ ruộng để thu hút thiên địch, khống chế dịch hại. Đến nay, số lượng nông dân tin tưởng và làm theo ngày càng nhiều. Diện tích lúa sinh thái được nhân rộng lên gấp 5 lần. Hiện nay trong suốt vụ canh tác, bà con hoàn toàn không sử dụng thuốc trừ sâu, rầy, vừa bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người nông dân, vừa tăng chất lượng hạt gạo. Hiện nay thì coi như là qua thì đã trổ rộ, lúa thì cũng trổ đều. Thành ra thấy cái năng suất thì là so với mấy năm trước thì là từ bằng chứ với hơn chứ. Hai nữa là cái tụi tôi giảm được cái thuốc trừ sâu, là tới vì hiện nay là lúa trổ đều mà chúng tôi nông dân là chưa có ai xịt thuốc trừ sâu hết trơn, bởi vì sâu hại là mật số nó cũng ít. Từ đó tụi tôi kết hợp trồng với hoa thì coi như là thiên địch, rất nhiều thiên địch, thành ra là tụi tôi khỏi mà phải là sử dụng thuốc trừ sâu. Sản xuất lúa theo hướng an toàn sinh thái là một hướng đi thiết yếu để Vĩnh Long từng bước xây dựng vùng nguyên liệu lúa gạo đạt chuẩn chất lượng. Trước ngưỡng cửa hội nhập, lúa chất lượng cao được sản xuất trên diện rộng, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là giá thành thấp, sẽ là yếu tố quan trọng để tăng tính cạnh tranh, tăng giá trị sản phẩm và dễ dàng xâm nhập vào những thị trường tiềm năng nhưng khó tính như châu Âu, châu Mỹ. Trong thời gian tới, chúng ta gia nhập TPP, rồi là gia nhập vào khối thị trường chung của 10 nước ASEAN, thì lúc đó hàng hóa nó không còn cái giới hạn nữa, nghĩa là hàng hóa có thể giao thông nhau tự do. Và đặc biệt là trong cái vấn đề mà chúng ta hướng tới cái nền nông nghiệp như thế này thì là chúng ta dễ xuất khẩu ra các nước mà không bị cái rào cản kỹ thuật về dư lượng. Thì có một bước đệm trước mắt như thế này là có một cái tư thế để chúng ta gia nhập sâu rộng vào trong thị trường này. Biện pháp mà công nghệ thái đó thì đó là cũng một phần để trong cái chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp. Người ta sẽ sử dụng cái giống mới hơn, tức là giống có chất lượng hơn, đặc biệt là giống xác nhận. Thứ hai là sử dụng một số giống khuyến cáo hiện nay và ta xóa bỏ dần cái các giống cũ đi, cũng như cái giống mà không khuyến cáo. Và bên cạnh đó thì trong quá trình sản xuất thì họ nâng cao cái phẩm chất cũng như cái năng suất, thì nó sẽ thay đổi được cái khả năng thu nhập, làm cho cái việc tái cơ cấu mình là tăng được cái giá trị hơn, giá trị về kinh tế cũng như là cái thu nhập của từng hộ gia đình. Tái cơ cấu ngành trồng lúa là một trong những cái bộ phận của cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thì để thực hiện cái mục tiêu này đó thì vấn đề đầu tiên là chúng ta thực hiện cái chuyển đổi. Chúng ta chọn lựa những cái vùng mà canh tác lúa kém hiệu quả đó, có năng suất thấp hoặc là vùng khó khăn, khó canh tác, cần phải đầu tư nhiều chi phí, hiệu quả kinh tế thấp, thì chúng ta sẽ chuyển những cái vùng này sang lĩnh vực khác, ví dụ như trồng rau màu hoặc cây ăn trái hay là chăn nuôi thủy sản. Còn những cái vùng trồng lúa chuyên canh đó, những vùng thuận lợi đó, thì chúng ta sẽ phát triển theo cái hướng là thâm canh cao, có nghĩa là chúng ta đầu tư sản xuất giống chất lượng, rồi thâm canh với cái quy mô lớn,
theo cái cánh đồng lớn đó, có nghĩa là sản xuất đồng loạt 1-2 giống có chất lượng cao, rồi họ thực hiện các cái giải pháp về kỹ thuật và áp dụng cơ giới hóa sau khi thu hoạch để làm sao chúng ta nâng được cái năng suất chất lượng và nâng cao được cái hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Đồng thời thì chúng ta cũng có thể gắn với một số cái mô hình, ví dụ như là công nghệ sinh thái hay là những mô hình sản xuất lúa bền vững, và chúng ta kêu gọi các doanh nghiệp tham gia để mà có thể hỗ trợ liên kết tiêu thụ các cái lúa sản phẩm hàng hóa của chúng ta sau khi mà chúng ta thu hoạch. Trong nắng xuân, những đồng lúa khỏe, sung sức như muốn cùng bà con nông dân đón một mùa xuân hạnh phúc, tràn đầy hy vọng. Cùng bà con đặt niềm tin vào vụ lúa đông xuân thắng lợi, trúng mùa, trúng giá. Trên trà lúa Tết đang khởi sắc, câu chuyện nhà nông không ngoài việc gia tăng giá trị sản phẩm lúa gạo, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.